Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Kinh nghiệm TN. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái hộp cơm điện Lunch Box của hãng Bea nha các bạn nhé. Hãng Bea này là của Trung Quốc các bạn ạ. Thì hôm nay mình sẽ mở để cho các bạn xem nhé. Thứ nhất là nó có một cái dụng cụ như thế này các bạn ạ. Cái này là dùng để hút những cái chân không các bạn, thì lát mình sẽ cho các bạn xem nhé. Thứ hai là một cái dây cắm điện này các bạn này. Cái dây cắm điện này mình cảm giác nó khá là chắc chắn đấy các bạn ạ. Với mình thì mình cảm giác như là cái dây điện mà chắc chắn thì nó sẽ an toàn hơn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ lấy cái chính ra các bạn nhé. Đây. Rất là nhỏ nhỏ và xinh xinh các bạn ạ. Đây mình sẽ quay cận cảnh xuống các bạn nhé. Để các bạn xem này. Ở trong này còn có thêm một cái cốc nha các bạn nhé. Cái cốc này để các bạn đong gạo này. Hoặc là đong nước nha các bạn nhé. Có chia cái cột này các bạn này. Ngoài ra thì còn có thêm giấy bảo hành nha các bạn nhé. Đây là bảo hành này. Điều kiện bảo hành này. Đây là cái thẻ bảo hành nhé các bạn nhé. Các bạn nhớ giữ cẩn thận này. Và mình xem ở cái hộp ấy các bạn. Thì cái này bảo hành tận lên đến 18 tháng các bạn ạ. Mình mua ở trong siêu thị các bạn ạ. Siêu thị Medimart. Và cái này là 699.000 các bạn ạ. Cũng khá là đắt đấy. Ở trong này các bạn sẽ đọc kỹ nhé. Cái hướng dẫn sử dụng này. Thì bây giờ mình sẽ mở cho các bạn nhé. Đây các bạn để ý này, ở cái phần hai cái cạnh cạnh này các bạn này, nó có hai cái lẫy này. Bên này có cái lẫy này các bạn nhé. Các bạn thò hai cái ngón tay vào đây thôi thì các bạn sẽ mở một cái ra được ra luôn này. Đấy, mình sẽ mở luôn cho các bạn xem này. Đây là một cái hộp này các bạn này. Đấy, bạn lưu ý là khi mà cái hộp này các bạn đã hút cái chân không ra rồi các bạn nhé. Mình hút để cho các bạn xem này. Đây, mình để lên đây cho các bạn dễ hình dung này. Các bạn cắm ra đây nhá và các bạn kéo lên. Đấy, mình đã hút rồi mà. Để cái phần kéo này các bạn thấy nhá, bạn kéo lên thôi, thế là nó sẽ hút chân không thôi. Thì cái hộp này phía trong này làm bằng cái inox này, thì đây là cái inox mà rất là xịn này các bạn ạ. Đây các bạn mở ra thôi. Đấy, các bạn mở ra. Trước khi mà dùng nhá các bạn sẽ cho nước nóng vào đây nhá, khoảng 1 phút đến 2 phút đấy, cho nó sạch những cái hóa chất chẳng hạn hay bụi biếc các kiểu nha các bạn nhá. Đấy, tiếp theo là còn một cái hộp thứ hai này các bạn này. Hộp thứ hai thì các bạn cũng sẽ mở thôi, các bạn để nhìn thấy cái cạnh này các bạn này. Đấy, các bạn mở một cái ra thôi, đấy. Thì hai cái khay này các bạn có thể dùng một cái khay đựng thức ăn mặn này và một cái đựng đậu phụ này hoặc là cái gì cũng được các bạn nhá. Đấy, hoặc là gạo chẳng hạn thì các bạn cho gạo đây thì sẽ nấu chín này. Hôm nào mình sẽ review cách nấu để cho các bạn xem nhá. Các bạn để ý trong này này, đấy, đây là một cái thân máy này các bạn nhá. Thì các bạn để ý đây có nó có một cái cột để mắc này các bạn này, đấy chưa? Có chữ mắc này các bạn nhìn rõ không? Thì các bạn sẽ đổ nước vào đây nhá các bạn nhá. Đổ nước đầy đến cái chỗ mắc này các bạn này. Các bạn không được đổ vượt quá nhá. Quá thì lúc sôi nó sẽ bị trào ra ngoài. Sau khi các bạn đổ nước vào đây này. Sau đó các bạn sẽ cho một cái khay thức ăn tiếp theo vào đây này. Đấy. Các bạn cho gì vào cũng được. Rau củ quả vào. Sau đó các bạn đậy một lớp thứ cái này lên nhá. Đấy. Rồi các bạn lại cho tiếp một cái khay nữa lên này. Đấy. Đấy, sau đó các bạn đậy vào thôi. Sau đó các bạn sẽ mình cảm giác cái hộp cơm điện này Bea này các bạn đã rất là chắc chắn đấy các bạn. Bên ngoài là một cái nhựa có khả năng đã được giống như kiểu là cái nhựa này nó rất là an toàn đấy các bạn và đã được cho phép rồi. Để hãng Bea nha các bạn nhá. Cắm điện thì rất là đơn giản thôi các bạn, cái dây điện mình vừa xong này các bạn này, các bạn sẽ cắm điện vào và các bạn bật nút thôi thì cơm chín đấy các bạn nhá. Đây là cái này mình có cảm giác lúc đầu mình tưởng là chỉ để hâm nóng thức ăn thôi các bạn,
Và cái này là có thể hoàn toàn nấu được thức ăn nữa các bạn. Thì nó rất là tiện. Các bạn buổi sáng mà các bạn vội đi làm chẳng hạn thì các bạn có thể mang theo. Đây các bạn nhé, cái hộp nhỏ nhỏ rất là xinh này các bạn này. Cái màu trên này màu hường nha các bạn nhé. Cái dưới màu trắng các bạn. Cái này nó chỉ có một cái màu này duy nhất này. Mình cũng định hỏi để mua một cái màu khác chẳng hạn. Nhưng mà không có, nó chỉ có mỗi cái màu hường này thôi các bạn ạ. Đây là cái khá là xịn này các bạn. Đấy các bạn thấy không? Cái đây là có một cái này để các bạn cầm tay rất là tiện này các bạn này. Đấy. Nếu các bạn nào ngại ngại thì các bạn cho cả cái hộp này vào trong cái ba lô nha các bạn nhé. Các bạn tiện đi đường, người ta cũng chẳng biết đâu. Với các bạn nấu cơm nó rất là tiện các bạn ạ. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại.